Khám chữa bệnh mà không cần đến bệnh viện, cấp cứu ca bệnh nặng mà không cần chuyển bệnh viện tuyến trên, hay là hỗ trợ cho đội ngũ y tế tuyến dưới điều trị hiệu quả ca bệnh khó. Hàng loạt kết quả mà hệ thống khám chữa bệnh từ xa mang lại kể từ khi được các bệnh viện triển khai, đặc biệt là phù hợp với điều kiện áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thích ứng linh hoạt trong cuộc sống bình thường mới. Đây là một trong những buổi tư vấn hội chẩn từ xa các trường hợp ung thư phức tạp cho các bệnh viện vệ tinh của bệnh viện ca thông qua hệ thống telehealth. Tham gia tư vấn là các chuyên gia bác sĩ đầu ngành thuộc nhiều chuyên khoa. Họ đưa ra kinh nghiệm, trao đổi với đồng nghiệp tuyến dưới, giúp điều trị hiệu quả ca bệnh khó. Đây cũng là một cái trường hợp bệnh nhân ung thư vú hai bên cũng rất là khó và chúng em cũng ít gặp, thiếu kinh nghiệm nên là các thầy cũng đã cho chúng em nhiều cái ý kiến cụ thể cũng như rất rõ ràng và cho chúng em một cái định hướng trong điều trị. Không chỉ hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa cho các cơ sở tuyến dưới, bệnh viện ca còn tổ chức tư vấn trực tuyến hàng tuần trên fanpage của bệnh viện. Hội chẩn từ xa với các cơ sở y tế và ngay cả giữa các khoa để hạn chế tối đa cái việc di chuyển cũng rất là hiệu quả. Kết nối liên tục để liên tục tư vấn. Bên cạnh đó thì các chương trình tư vấn trực tuyến hàng tuần ở trên fanpage của bệnh viện về các cái chủ đề khác nhau từ ung thư gan, ung thư vú, ung thư phổi cũng đã giúp cái nâng cao cái sự hiểu biết của người bệnh cũng như là kết nối trực tiếp giữa bác sĩ với người bệnh. Không chỉ hiệu quả với các ca bệnh khó mà trong đợt dịch vừa qua, mô hình hội chẩn liên viện từ xa qua telehealth đã phát huy rất tốt trong điều trị bệnh nhân COVID-19. Như Bệnh viện Nhi Trung ương, không chỉ cử cán bộ hỗ trợ thành lập và điều hành trung tâm hồi sức COVID-19 tại Bệnh viện tỉnh Vĩnh Long, mà còn thường xuyên tổ chức hội chẩn trực tuyến, đặc biệt là trong chỉ định thở máy và chạy ECMO, giúp hồi sinh nhiều ca nguy kịch. Chúng ta phải liên tục cập nhật với các bệnh viện dã chiến để có thể đón các bệnh nhân lên cho nó phù hợp các tình trạng người bệnh, tránh để quá nặng. Phương pháp điều trị thì chúng ta cũng vẫn tiếp tục cá thể hóa người bệnh và tìm mọi các biện pháp để kiểm soát được về cái tình trạng hô hấp, giảm bớt tần suất phải đặt ống nội khí quản. Telehealth sau gần 2 năm được ứng dụng đã trở thành công cụ hữu ích, vừa giúp bác sĩ các tuyến thảo luận phác đồ điều trị, vừa chia sẻ kiến thức chuyên môn hoặc huấn luyện từ xa. Từ đó giúp cho người bệnh vừa tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.